Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup vẫn còn là giấc mơ xa với bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, ở cấp độ trẻ, chúng ta đã từng góp mặt ở sân chơi số 1 thế giới. Ngày 24 tháng 10 năm 2016 có thể xem là thời khắc khó quên với nền bóng đá nước nhà khi đội tuyển U19 Việt Nam tìm được chiến thắng quan trọng trước U19 Bahrain tại tứ kết giải U19 Châu Á, qua đó chính thức giành vé dự U20 World Cup lần đầu tiên trong lịch sử. 4 năm sau cột mốc lẫy lần này, số phận của lứa cầu thủ trong đội hình năm ấy đã có nhiều biến chuyển, và trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng điểm qua sự nghiệp của lứa U19 nội danh ấy đã có những bước thay đổi thăng trầm như thế nào. Thủ môn Đỗ Sĩ Huy. Thủ môn dự bị số 2 của U19 Việt Nam trong thế hệ giành vé đến U20 World Cup năm 2016, được gọi lên đội 1 câu lạc bộ Hà Nội ở giai đoạn lượt về mùa giải 2017. Tuy nhiên, trong đội hình toàn sao của đội bóng thủ đô, Sĩ Huy đã không có nhiều cơ hội thể hiện và bị đẩy xuống Hà Nội B và sau này là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Mùa giải 2020, Sĩ Huy nằm trong gói chuyển giao từ trẻ Hà Nội sang câu lạc bộ Phú Thọ, tham chiến ở giải hạng nhì và sẽ cùng đội chủ sân Việt Trì thi đấu ở giải hạng nhất 2021 sau khi giành được suất thăng hạng. Thủ môn Nguyễn Bá Minh Hiếu. Sau vài mùa giải tu nghiệp ở đội trẻ Hà Nội, Minh Hiếu được điền tên vào đội hình đội 1 câu lạc bộ Hà Nội tham dự V-League 2020. Tuy nhiên, với sự chắc chắn và ổn định tuyệt đối từ Nguyễn Văn Công, Bùi Tấn Trường hay thậm chí là Phí Minh Long, người nhện cao 1m85 gần như không có bất cứ cơ hội nào để thể hiện khả năng và đang đối diện với tương lai bất định từ đội bóng số 1 Việt Nam. Hậu vệ Mạc Đức Việt Anh. Việt Anh là sản phẩm của lò đào tạo PVF. Anh được biết đến là một hậu vệ đa năng khi có thể chơi tốt các vai trò trung vệ lẫn hậu vệ cánh. Tại giải U19 châu Á năm 2016, hậu vệ người Hải Dương là nhân tố chơi nổi bật trong hệ thống phòng ngự của U19 Việt Nam. Tuy nhiên, sự nghiệp của Việt Anh bị ảnh hưởng đáng kể bởi các chấn thương dai dẳng. Anh từng thi đấu cho Than Quảng Ninh ở mùa giải 2016 và sau đó đầu quân cho SHB Đà Nẵng từ mùa giải 2017. Tuy nhiên đến nay, cựu trung vệ của U19 Việt Nam vẫn chưa có nhiều đóng góp đáng kể cho đội bóng sông Hàn. Tiền vệ Lương Hoàng Nam. Trưởng thành từ lò đào tạo của Hoàng Anh Gia Lai JMG, tài năng người Đắk Lắk từng được ví như nhạc trưởng của U20 Việt Nam tại U20 World Cup 2017. Tuy nhiên, sự nghiệp của anh gần như dậm chân tại chỗ trong 3 năm sau đó. Sau khi kinh qua một loạt đội bóng từ hạng nhất cho đến V-League như Đắk Lắk, Long An và Hải Phòng, mùa này Lương Hoàng Nam bị đẩy xuống tận giới hạng nhì khoác áo Công an Nhân dân. Tiền vệ Phan Thanh Hậu. Từng được cây viết Jonathan Duradin, chuyên gia bóng đá châu Á của tờ Guardian, chọn vào top 40 tài năng triển vọng nhất của bóng đá thế giới vào năm 2014. Tuy nhiên, sự nghiệp của Thanh Hậu lại chững lại một cách đáng tiếc sau đó. Được cho ra mắt sân chơi V-League từ năm 2015 cùng với thế hệ Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh và Văn Toàn. Đến nay, Thanh Hậu vẫn chưa thể hiện được tài năng cũng như đóng góp tích cực cho đội bóng phố núi. Anh gần như không có một chút cơ hội để chen chân vào đội hình chính của Hoàng Anh Gia Lai ở mùa giải 2020. Và từ năm 2018 tới nay, số phút thi đấu của tài năng người Quảng Ngãi đang giảm dần đều một cách đáng báo động. Tiền vệ Trương Tiến Anh. Là sản phẩm của lò Viettel, cầu thủ chạy cánh người Hải Dương là quân bài yêu thích với thời huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thời điểm 4 năm trước. Tuy nhiên, trở về câu lạc bộ, Tiến Anh gặp rất nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh suất đá chính với một đội hình gồm nhiều sự lựa chọn ở hai cánh của đội bóng Quân đội. Mặc dù vậy, Tiến Anh vẫn phần nào có được chỗ đứng trong đội hình Viettel với 15 trận ở V-League 2019 và 8 lần ra sân trong mùa giải 2020 để góp công vào chức vô địch của đội bóng được xem là hậu duệ thể công. Tiền đạo Trần Thành. Tiền đạo người Huế là người ghi bàn thắng quyết định đưa U19 Việt Nam vào bán kết giải U19 châu Á năm 2016, tương ứng với tấm vé tham dự U20 World Cup một năm sau đó. Tuy nhiên, hành trình kế tiếp của Trần Thành gặp rất nhiều trung chuyên và vất vả. Năm 2017, anh dính một chấn thương ở cấp câu lạc bộ nhưng không được điều trị tới nơi tới chốn và để lại di chứng nặng nề. Suốt 2 mùa giải gần đây, Trần Thành gần như không thể xỏ giày ra sân và thường xuyên phải làm bạn với các bệnh viện. Rõ ràng, tương lai của Trần Thành là một sự tiếc nối đáng kể cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Thủ môn Bùi Tiến Dũng. Là một trong những cầu thủ có tính lan truyền nhất của thế hệ cầu thủ trẻ tài năng của bóng đá Việt Nam những năm gần đây, khi tỏa sáng ở cấp độ U19 và đặc biệt là rực rỡ ở giải U23 châu Á năm 2018 với chiến tích Thường Châu, Bùi Tiến Dũng trở thành cái tên được săn đón hàng đầu ở nền bóng đá nước nhà. Tuy nhiên, sự nghiệp sau đó của người hùng quốc dân lại trở nên chập chờn và chưa có dấu hiệu được cải thiện. Khi tại Thanh Hóa vào năm 2019, Dũng Gôn lần lượt gia nhập các câu lạc bộ hàng đầu Việt Nam là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh nhưng không thể chiếm suất bắt chính ở cả hai đội bóng. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Tiến Dũng cũng khó lòng chiếm được suất bắt chính của Đặng Văn Lâm và cũng đang thất thế trong cuộc cạnh tranh với những tài năng khác như Văn Toản hay nhà vô địch V-League 2020 Nguyên Mạnh. Hậu vệ Huỳnh Tấn Sinh. Tấn Sinh được coi là niềm tự hào hiếm hoi của bóng đá trẻ đất Quảng Nam trong hơn nửa thập kỷ qua. Ở tuổi 19, anh đã có tên trong thành phần đội 1 lên ngôi vô địch V-League 2017 và từ đó trở thành gương mặt quen thuộc trong đội hình xuất phát của đội bóng miền Trung. Tại cấp độ đội tuyển, hậu vệ này cũng nhận được sự tin tưởng từ huấn luyện viên Park Hang-seo. Anh là trung vệ trụ cột của U23 Việt Nam giành tấm huy chương vàng SEA Games lịch sử vào năm 2019. Dẫu vậy, màn trình diễn của Tấn Sinh ở cấp câu lạc bộ trong mùa giải 2020 vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và kỳ vọng của người hâm mộ dành cho anh. Kéo theo đó là suất xuống hạng cùng Quảng Nam sau khi mùa giải khép lại. Tiền vệ Tống Anh Tỷ. Sự nghiệp của Tống Anh Tỷ kể từ sau vòng chung kết U19 châu Á 2016 và U20 World Cup 2017 cũng không thực sự thuận buồm xuôi gió tại đội bóng đất thủ. Tuy nhiên, bằng nỗ lực của bản thân và bỏ qua những bất hòa với câu lạc bộ, ở tuổi 23, Tống Anh Tỷ đang từng bước chiếm một vị trí chắc chắn ở tuyến giữa của BKMX Bình Dương. Mùa giải 2020, anh đã ra sân tổng cộng 16 trận và đóng góp quan trọng vào thành tích của đội chủ sân Gò Đậu. Anh Tỷ cũng đã có pha lập công đầu tiên cho đội nhà tại V-League trong chiến thắng 3-1 của Bình Dương trước Sài Gòn FC ở trận đấu thuộc khuôn khổ lượt về mùa giải 2020. Tiền vệ Triệu Việt Hưng từng có tên trong đội hình U22 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 2019 và là quân bài khá được tin tưởng bởi huấn luyện viên Park Hang-seo. Song ở cấp câu lạc bộ, Việt Hưng lại gặp khá nhiều khó khăn khi phải cạnh tranh và thi đấu bên cạnh các đàn anh có lối chơi tương đồng. Điều này đã làm ảnh hưởng đáng kể tới khả năng phát triển và hoàn thiện của nhạc trưởng người Hải Dương. Nhìn chung, sau 5 năm được đôn lên đội 1 Hoàng Anh Gia Lai, Việt Hưng vẫn chưa cho thấy sự tiến bộ tương xứng với tiềm năng và càng khó cạnh tranh cho một suất ở đội tuyển quốc gia. Tiền vệ Trương Văn Thái Quý có mặt trong đội hình câu lạc bộ Hà Nội giành 2 chức vô địch V-League liên tiếp các năm 2018 và 2019. Song, mức độ đóng góp của tiền vệ người Quảng Trị nhìn chung không quá đáng kể. Như nhiều đồng nghiệp gạt tuổi ở đội bóng thủ đô, Thái Quý được biết tới nhờ sự đa năng khi có thể chơi ở vị trí hậu vệ cánh bên cạnh vai trò tiền vệ trung tâm sở trường. Trong mùa giải 2020, giữa cơn bão chấn thương bào mòn lực lượng, Thái Quý đã được trao cơ hội thể hiện một số trận đấu và đảm nhận tròn vai nhiệm vụ được giao. Tiền vệ Hồ Minh Dĩ, tiền vệ cánh người Quảng Trị từng được xem là một trong những viên ngọc sáng giá của lò đào tạo PVF và từng là nhân tố nổi bật của U19 Việt Nam năm 2016, góp phần quan trọng vào chiến tích tham dự U20 World Cup. Hồ Minh Dĩ gia nhập Hà Nội FC vào năm 2017 và được ví như truyền nhân của Thành Lương bởi lối chơi lát léo, kỹ thuật và đầy tốc độ, dù sở hữu thân hình nhỏ con. Tuy nhiên, anh không có nhiều cơ hội chứng minh khả năng trong đội hình toàn sao của câu lạc bộ Hà Nội. 4 mùa giải nằm trong thành phần đội bóng thủ đô, Minh Dĩ giành 2 chức vô địch V-League, 2 cúp quốc gia nhưng chỉ có trên dưới 20 lần ra sân. Hậu vệ Dương Văn Hào, cầu thủ đa năng người Thái Nguyên, là quân bài ưa thích của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn ở giải U19 châu Á và U20 World Cup với những đóng góp thầm lặng nhưng quan trọng trong lối chơi chung. Tuy nhiên, sau khi trở về cấp câu lạc bộ, anh đã không may gặp phải một chấn thương kinh hoàng trong trận đấu giữa Viettel và Long An tại giải hạng nhất năm 2018 và phải mất hơn một năm để điều trị dứt điểm. Những tưởng chấn thương nghiêm trọng đã kết tục phong độ của cựu tuyển thủ U19 Việt Nam, nhưng đến V-League 2020, Văn Hào đã có thể lấy lại thể trạng tốt nhất. Anh kết thúc mùa giải với 16 lần ra sân và ghi được 1 bàn thắng, góp công vào thành tích vô địch V-League của Viettel. Tiền vệ Nguyễn Trọng Đại từng là một trong những tài năng trẻ hứa hẹn nhất của bóng đá Việt Nam, song những chấn thương và vấn đề ngoài sân cỏ đã ảnh hưởng đáng kể đến sự nghiệp của Trọng Đại. Tuy nhiên, tiền vệ người Hải Dương đã từng bước nỗ lực tìm lại chính mình tại câu lạc bộ Viettel. Tại vòng 4 giai đoạn 2 V-League 2020, anh để lại dấu ấn mạnh mẽ với cú sút xa đẹp mắt giúp đội nhà giành 3 điểm quan trọng trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đây là pha lập công đầu tiên của Trọng Đại tại V-League và là dấu mốc mang tính bước ngoặt trong hành trình lên ngôi vô địch của Viettel. Tiền đạo Hà Đức Chinh là một trong những tài năng sáng giá và thành danh nhất của lò đào tạo PVF. Hà Đức Chinh là gương mặt quen thuộc ở các cấp độ đội tuyển quốc gia Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Anh góp mặt trong mọi giải đấu và thành công lớn nhỏ của U23 và đội tuyển quốc gia như Á quân U23 châu Á năm 2018, ngôi vương AFF Cup 2018, huy chương vàng SEA Games 30. Tuy nhiên, sự nghiệp cấp câu lạc bộ của cầu thủ người Phú Thọ lại không mấy ổn định vì chấn thương và những vấn đề ngoài chuyên môn. Mặc dù vậy, Đức Chinh vẫn là sự lựa chọn ưu tiên của huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức tại câu lạc bộ SHB Đà Nẵng trong những mùa giải gần đây. Hậu vệ Hồ Tấn Tài. Sau thành công ở giải U19 châu Á, hậu vệ người Bình Định đã được Bình Dương trải thảm chiêu mộ. Không mất nhiều thời gian, Hồ Tấn Tài lập tức chiếm suất đá chính ở hành lang cánh phải và trở thành một trong những cầu thủ hay nhất ở vị trí của mình, xét trên bình diện V-League nói chung. Bên cạnh khả năng phòng ngự, cầu thủ 23 tuổi còn nhiều lần tỏa sáng với các pha lập công quý giá, giúp đội nhà giành được những điểm số quan trọng. Hồ Tấn Tài cũng là sự lựa chọn quen thuộc của huấn luyện viên Park Hang-seo ở đội tuyển quốc gia trong thời gian gần đây. Anh cũng là thành phần quan trọng của U22 Việt Nam, giành huy chương vàng SEA Games năm 2019. Hậu vệ Đoàn Văn Hậu. Đoàn Văn Hậu là một tài năng thuộc hàng của hiếm trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Hậu vệ sinh năm 1999, thăng tiến vượt bậc sau khi thành công ở giải U19 châu Á và U20 World Cup. Sau 2 chức vô địch V-League cùng câu lạc bộ Hà Nội, anh được câu lạc bộ SC Heerenveen ở giải vô địch quốc gia Hà Lan chiêu mộ dưới dạng cho mượn. Và mặc dù không có nhiều cơ hội ra sân ở trời Âu, nhưng nhìn chung đó vẫn là trải nghiệm đáng nhớ trong hành trình sự nghiệp của Đoàn Văn Hậu. Xen kẽ với quãng thời gian này, Văn Hậu còn ghi dấu ấn trong hàng loạt chiến tích lớn nhỏ của các lứa đội tuyển từ U23 đến đội tuyển quốc gia. Trong đó, phải kể tới ngôi Á quân U23 châu Á 2018, chức vô địch AFF Cup 2018 và SEA Games 2019. Ở tuổi đôi mươi, Văn Hậu vẫn đang là tương lai lâu dài của câu lạc bộ Hà Nội và đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hậu vệ Bùi Tiến Dũng xuất thân trong vai trò tiền vệ trung tâm, song từ mùa giải 2018, người em trai của thủ môn Bùi Tiến Dũng bắt đầu định hình trong vai trò mới, một trung vệ. Đáng chú ý, Bùi Tiến Dũng đã thích ứng rất tốt với nhiệm vụ mới và đã trở thành vị trí không thể thay thế ở trung tâm hàng thủ SHB Đà Nẵng 3 năm qua. Anh cũng là thành viên U19 Việt Nam hiếm hoi có được suất đá chính ở một đội một tại một câu lạc bộ V-League khi mới 21-22 tuổi. Tiền vệ Nguyễn Quang Hải. Không cần nghi ngờ gì thêm về tài năng của Nguyễn Quang Hải, một trong những cầu thủ xuất chúng và tài năng nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam, cũng như là ngôi sao số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Sau khi cùng U20 Việt Nam tham dự U20 World Cup lần đầu tiên trong lịch sử, Quang Hải tiếp tục tiến những bước dài trong hành trình phát triển sự nghiệp. Anh trở thành người hùng trong chiến tích giành Á quân U23 Châu Á 2018. Tiếp sau đó là loạt cột mốc đáng chú ý cùng đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup cũng như sân chơi Châu Lộc Asian Cup. Quả bóng vàng Việt Nam 2018 cũng là nhân tố chủ chốt trong thành phần câu lạc bộ Hà Nội trong hai chức vô địch V-League liên tiếp ở các năm 2018 và 2019. Và tất nhiên, người hâm mộ Việt Nam vẫn tiếp tục đặt niềm tin vào Quang Hải cho những mục tiêu tiếp theo của bóng đá nước nhà. Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh. Từng được xem là trung phong trẻ triển vọng bậc nhất của bóng đá Việt Nam khi cùng U19 Việt Nam làm nên kỳ tích năm 2016. Tuy nhiên, sự phát triển của Tiến Linh bất ngờ bị chững lại trong thời gian ngắn sau đó khi anh bỏ lỡ cơ hội cùng U23 Việt Nam thiết lập chiến tích tại Thường Châu năm 2018. Mặc dù vậy, chân sút gốc Hải Dương đã dần tìm lại quỹ đạo phát triển và trưởng thành vượt bậc trong 5 mùa giải chinh chiến ở V-League. Không chỉ chiếm suất đá chính ở đội 1 Bình Dương, Tiến Linh còn từng bước lấy luôn vị trí tương tự ở đội tuyển quốc gia Việt Nam. Ở tuổi 23, tiền đạo trưởng thành từ lò đào tạo của đội bóng đất thủ, đang trên đường trở thành trung phong cắm hàng đầu của nền bóng đá nước nhà.